Đây là con em khi ở thành phố Còn đây là con em lúc ở nông thôn Trời ơi Bi ơi Bây giờ gọi nó là con Bi trâu Tại vì nó như một cái con trâu đất ấy Mọi người nhìn không nhầm đâu Này chưa nó rúi này Ôi dồi ôi, cậu ấy được về nông thôn Thế là giống như kiểu bọn trẻ con này Nó ở thành phố xong rồi nó về nông thôn nó thích quá Nhìn thấy cây cối rồi là đất cát các thứ Thế là thành ra là nó thích quá, nó ra nó vầy Trời ơi, nhìn nó này, có khác gì con trâu đất không? Em vừa mới quay đi làm việc có 30 phút thôi Ngơi mắt ra một cái Nhìn lại thằng con đã biến thành bộ dạng như thế này rồi Cười không đỡ được Xong rồi cái gì nó nhìn nó cũng thấy lạ ấy Mà con Bi nhà em thì tính nó đành hanh mọi người biết rồi Tuy là cái thân nó nhỏ nhưng cái mỏ nó hốt lắm Cái nết nó kỳ ấy Thế là ngoài đi chơi đất cát ra các thứ còn đi cả khịa chói người ta cơ rồi ngu chưa xong bây giờ nhìn thế này trọng <laughs> thương rồi rồi ôi đi sang trêu hai anh chó ta nhà hàng xóm thế là chúng nó điên lên chúng nó đánh cho mà ông này thì thân ông người bé mà ông làm sao mà đánh lại người ta chỉ được cái mỏ hỗn thôi rồi áo 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 lên xong bắt đầu kêu ầm mỹ lên nó chạy về mách mẹ rồi ôi bị cắn sưng cái tay lên rồi thế xong rồi bây giờ nhấc cái tay lên nhìn <laughs> cứ sơ cái tay lên kiểu đau lắm hay khổ thân chứ <cười> buồn cười không chịu được mày xứng đáng bị như thế đấy con à ai mà mày cứ đi treo chó cho người ta đã biết cái thân phận mình rồi là cái dòng chó bé rồi mà cái mỏ cứ sủa áo 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 trên đời này chỉ có con mật ở nhà là nó nhường mày thôi chứ mày ra ngoài mày thử bắt nạt chó cho người ta xem nó chả cho mày ra bã luôn ấy bi ạ à. nhìn cái tay nó giơ lên nhìn buồn cười không chịu được nhìn cái mặt nó hèn em thật chứ con bi nó là một trong những cái con mà nó làm em cười nhiều nhất trong nhà đấy nhưng mà hôm nay về đây bị cắn đau thật nhưng mà nó chẳng chừa đâu gớm nữa cứ tưởng rằng nó bị cắn vài lần rồi cái lần đi cũng về hình như như là bình dương hay sao ấy thế là bị con chó ta nó cắn nó nằm ở trong cái rãnh ấy cuối cùng tưởng là nó chưa đấy ai ngờ tính nết nó vẫn thế y chóc như vậy gọi là cái tâm con tốt nhưng mà cái nết con hơi kỳ <laughs> nhưng mà em phải công nhận là chó mèo hay trẻ con cũng thế cứ cho nó chơi với nhiều môi trường ấy kiểu hơi vạ vật một tí tiếp xúc với nhiều thứ nó lại khỏe hơn chứ nếu mà giả sử ở thành phố mãi mà cứ ở trong nhà mãi điều hòa ấy thì thành ra nó yếu ấy xong rồi về đây ông mới còn ăn cỏ nữa cơ trời ơi bò thật sự đấy đi gặm cỏ hết cả khắp cả khu thế này vớ vẩn sau này em không phải mua máy cắt cỏ đâu em cứ thả bọn này ra thế là một thời gian về sau là cỏ nhà em phẳng lì không cần phải làm vườn luôn ấy mọi người bảo là nhiều khi chó mèo nó ăn cỏ là đôi khi nó cũng thiếu chất gì đó mà em chẳng biết nó có thiếu chất hay không cơ thế nhưng mà ra thấy gạm ngồi nhìn ngon lành lắm cơ mà em để ý rồi bi ấy, đi đâu cũng thế nhá, được người ta rất là quý nhá. Mặc dù mỏ nó hỗn nhưng mà đặc biệt là bọn trẻ con ấy quý cái bi kinh khủng. Còn à, dạo này à, mật không được các em nhỏ gọi là sủng ái cho lắm, tại vì mấy em nhỏ sợ quá nhưng mà riêng bi ấy, là cứ bù hết cả vào ấy. Tại vì nhìn nó dễ thương quá, nhưng cái mặt nó láo láo nhìn dễ thương ghét không chịu được. Thằng bi nhà em nó cũng được hơn 3 tuổi rồi đấy, sắp tới à, ui rồi khi nào nó năm sáu tuổi nó già nó thành tinh luôn ấy Đây. Cháu thì nhìn ở đây đẹp trai không Ngã ngửa ở thành phố đây này Xong rồi bây giờ về đây Đi tưới cây tưới hoa cho mẹ suốt thôi Vầy đất sướng thế cơ chứ lệ Kệ em cứ cho nó chơi thoải mái đi Cho nó bẩn thoải mái đi Xong rồi về thành phố tút tắt lại sau con ạ à.